Con ngày cái ông nói với em á là vợ hả, bà có dám ra hai đứa ở chung với nhau, bởi vì giờ tôi thương bà nhưng mà cưới thì bây giờ thì nói chung là gia đình á thì anh bảo là từ nhỏ là ở với bà nội chứ không có sống chung với ba mẹ, thì anh mới nói với em là bây giờ cứ thương thì ở chung với nhau đi, sau này khi nào mà anh nặng có tiền thì anh sẽ làm đám cưới. Không biết sao lúc đó đồng ý. Một mối quan hệ chính thức đó là từ hồi nào, năm bao nhiêu? Có nghĩa là đó là nó khoảng năm 2006. Cái thời gian đó là Bảo là bắt đầu là bước chân vào đi làm biên đạo để dạy múa rồi. Hai người về sống chung là năm nào? Cũng trong năm đó luôn. À, 2006 bắt đầu là đúng rồi. Quen nhau mà về sống chung luôn. Đúng rồi, chung chung luôn. Cưới là tới 2015 mới cưới. À, có nghĩa là sau khi sống chung là hai chồng là quyết định là có con. Thì cái khoảng thời gian đó thì nó rất là vất vả, nhưng mà tại vì cũng muốn là mình có một cái mục tiêu á. Khi một cái mục tiêu lớn này để phấn đấu thì lúc đó thì mới có con. Và suốt thời gian dài như vậy á thì hai chồng nuôi một cái mong muốn là làm sao để mà có một cái đám cưới. Thì đó cũng là lời hứa của em. Em không hứa thì bà đâu có chịu theo em tới giờ. Tuy nhiên phải nói đây cũng là một sự liều lĩnh, một sự mạo hiểm. Tại vì nếu chọn sai người, nó cũng dễ hư bột hư đường lắm. Dạ đúng rồi. Rồi lúc đó cha mẹ sẽ nói là đó, thấy chưa? Ai biểu không nghe lời. Nên nó cũng là một sự dũng cảm đúng không? Nhưng mà có lẽ là Trâm cũng đã nhìn thấy cái người đàn ông này một cái điều làm cho mình cảm thấy tin cậy. Dù trong tay anh chứ lúc đó chưa có gì cả. Dạ đúng. Thì từ lúc cưới tới bây giờ, mọi thứ thay đổi ra sao? Vậy về cuộc sống của hai đứa thì nó vẫn vậy chị, nhưng mà về cái mối quan hệ với gia đình thì giống như em về nhà ảnh thì ảnh về nhà em thì cảm thấy là tự tin thoải mái hơn á chị. Giống như thì trước đây thì mình chưa cưới thì mình về giống như là gọi là cũng có một cái mắt nhìn của người khác, thì giống như là mình chưa có danh phận hay là tức là cái gì đó trong nhà vậy đó chị. Mình cũng có mà người kia cũng đâu có. Dạ đúng rồi, nên thành ra hai đứa nó cũng hơi bị e dè chút xíu. Nhưng mà có bao giờ mình thấy hối tiếc không? Tại vì do đó là quyết định của mình mà. Dạ không, em không hối tiếc. Bé 13 tuổi, tức là sinh 2008 là sinh bé gái đầu lòng rồi. Đúng rồi. Mà từ 2008 đến 2015 là 7 năm. Đúng rồi. Tại sao thời gian nó lâu vậy Bảo? Mà không phải là sinh em bé xong thì cưới liền? Tại vì cái khoảng thời gian đó là hai chồng khó khăn lắm. Thực sự là không có khả năng làm cưới. Em cũng không có tiền mua vàng để cưới vợ em nữa. À, đó, cho nên là em cứ hứa với bà là khi nào á anh đủ tiền thì sẽ cưới em. Yên tâm, nhất định sẽ cưới em. Đó, em giữ lời hứa. Đến 2015 thì em hoàn thành nhiệm vụ. Đó là một cái lời hứa của mình. Thì thực sự em cũng muốn cho vợ em một cái danh phận chính thức. Em cũng không muốn ở với em như vậy mà cũng không được đám cưới.